Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Hải Lĩnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đại hội Đảng bộ xã Anh Sơn lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Năng suất lúa vụ Chiêm Xuân của xã Định Hải ước đạt 50 tạ trên 1 hectare. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5 năm 2020. Tại điểm cầu huyện Tĩnh Gia, đồng chí Lương Ngọc Hoan, Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên các xã thị trấn, Đảng ủy, chi ủy cơ quan trực thuộc. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt nghị quyết số 55 NQTU ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin về chuyên đề những nội dung cốt lõi của hiệp định EVFTA, thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam. Định hướng về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã quán triệt, đồng thời tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, quan tâm tuyên truyền về những giải pháp phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Hải Ninh về công tác triển khai gói hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị định 42 của Chính phủ trên địa bàn xã. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Tĩnh Gia có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh đã báo cáo nhanh với đoàn công tác về tình hình triển khai gói hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Theo đó, hiện nay xã Hải Ninh có 312 người, người có công, 1.291 hộ nghèo, 347 hộ cận nghèo thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện xã đang tổ chức rà soát tổng hợp số liệu lên danh sách cụ thể để thực hiện việc chi trả trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã lắng nghe những thắc mắc của bà con nhân dân. Đa số các ý kiến xoay quanh việc rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng thuộc nhóm đối tượng lao động tự do, còn có sự lúng túng trong việc xác định lao động tự do bị mất việc. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã yêu cầu ngành lao động thương binh và xã hội, các cấp của huyện Tĩnh Gia cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để triển khai việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ, đủ những điều kiện trên, đảm bảo công tác chi trả hỗ trợ phải công khai, minh bạch, nhanh chóng, chi trả kịp thời đến những người bị ảnh hưởng. Đồng thời, mong muốn bà con nhân dân nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để vì chính sách mà làm mất đoàn kết, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Ngày 7 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà nhân dân xã Hải Lĩnh. Cùng đi có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại diện Bưu điện tỉnh Thanh Hóa. Đón tiếp đoàn về phía huyện có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và cấp ủy chính quyền sở tại. Đồng chí Bùi Sĩ Lợi đã khẳng định mong muốn được đóng góp chăm lo và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là những hộ dân nghèo, gia đình chính sách. Đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 nên tình hình kinh tế xã hội của xã Hải Lĩnh nói riêng và cả nước nói chung bị ảnh hưởng. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ
vừa thể hiện rõ giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam, vừa tạo động lực để từng bước khắc phục khó khăn. Đồng chí ân cần thăm hỏi, sẻ chia và tặng quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Thay mặt cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Hải Lĩnh, đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư Đảng bộ xã đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của đoàn công tác, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và cá nhân đồng chí Bùi Sĩ Lợi nói riêng. Đảng bộ và nhân dân xã Hải Lĩnh sẽ cố gắng nỗ lực phát huy thành tích của xã nông thôn mới, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã tặng 3 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Lĩnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh về an toàn thực phẩm năm 2020. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị, ban có liên quan. Tại điểm cầu 21 xã có Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các ban ngành, đơn vị có liên quan. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Phương, trưởng phòng Y tế huyện đã thông qua quyết định số 6930 QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tĩnh Gia. Quyết định số 09 ngày 20 tháng 3 năm 2018 về quy định công nhận bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 19 KHUBND ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020. Đồng thời, đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giới thiệu và hướng dẫn quy trình mô hình xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm an toàn thực phẩm, các cơ sở thực phẩm tuân thủ các quy định thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy trình mô hình xây dựng chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, một số nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương. Kết luận hội nghị trực tuyến, đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị ở cơ sở phải tăng cường công tác lãnh đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm, đưa công tác an toàn thực phẩm vào báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng chỉ tiêu về an toàn thực phẩm nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung vào 3 tiêu chí gồm chợ an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm, các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Thường xuyên tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên hệ thống truyền thanh, tất cả các trường mầm non trong năm 2020 phải hoàn thành xây dựng bếp ăn tập thể, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đồng chí trong ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn được phân công. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 5, Đảng bộ xã Hải Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng 165 đại biểu tham dự đại hội. Nhiệm kỳ 2015-2020 được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện Tĩnh Gia. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh tế có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,
theo hướng tăng số lao động trong ngành tiêu thụ công nghiệp, dịch vụ, giảm số lao động trong nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2020 là 62,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là 42 triệu đồng trên người trên năm, đạt 178,7% so với nghị quyết đại hội lần thứ 23. Tổng vốn đầu tư xây dựng trong 5 năm đạt 44,921 tỷ đồng, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được chăm lo, tỷ lệ hộ khá giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,23% năm 2015 xuống còn 4,29% năm 2020. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được giữ vững trên cả ba mặt, tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong 5 năm qua, đã kết nạp được 14 đảng viên mới. Đến nay, đảng bộ có 165 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, có trên 70% tổ chức, cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xã Anh Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 60 triệu đồng trên năm. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 60 hectare, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.900 tấn. Có 3 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 1,3%, hai cơ quan đạt chuẩn tiêu chí kiểu mẫu, phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 18 đảng viên trở lên, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 75% trở lên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ, Chính quyền Nhân dân xã Anh Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Đảng bộ xã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, ngày 24 tháng 4 năm 2020 vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Tĩnh Gia chúng ta rất vui mừng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 ban hành nghị quyết số 933 thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, mở ra trang sử mới cho huyện Tĩnh Gia trong quá trình phát triển. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn phát triển vượt bậc của thị xã Nghi Sơn trong chiến lược phát triển, đó là tập trung phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành đô thị động lực phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Anh Sơn cần nỗ lực phấn đấu cùng với cả huyện đảng để đạt được các tiêu chuẩn, các mục tiêu đó. Tôi nhấn mạnh một số giải pháp chính cụ thể như sau. Thứ nhất, tập trung cao nhất lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho thị xã Nghi Sơn gắn với đô thị hóa, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hệ thống hạ tầng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, từng bước đảm bảo các chỉ tiêu của xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện nghị quyết số 993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trọng tâm là đổi tên, thay đổi giải quyết các loại giấy tờ liên quan đến người dân theo đơn vị hành chính mới kịp thời liên tục kể từ ngày 1 tháng 6. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển tiềm năng lợi thế, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với trồng trọt chăn nuôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ thương mại và các ngành nghề trên địa bàn xã, giải quyết nhiều việc làm và thu nhập ổn định ngày càng cao cho người lao động, chủ động hội nhập
vào sự phát triển công nghiệp dịch vụ của thị xã Nghi Sơn trong thời gian tới. Thứ ba, tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại ngay tại địa phương, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường chính trị xã hội thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo bình an cuộc sống cho nhân dân. Thứ năm, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đạt hiệu quả thiết thực, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ quản lý, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức từ xã đến thôn xóm, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Anh Sơn khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Trúc Lâm có 8 chi bộ trực thuộc với 237 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ xã đã và đang hoàn tất các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, trên tinh thần các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của huyện ủy, đảng ủy xã đã cụ thể hóa các văn bản, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện đến từng chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn xã, thành lập các tiểu ban gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung, tiểu ban phục vụ đại hội và tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với tinh thần trách nhiệm, tập trung của đảng ủy xã, báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Trúc Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua. Cùng với đó, nhân sự cấp ủy khóa mới được Đảng ủy xã bàn bạc kỹ, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, có trình độ, năng lực và được tín nhiệm. Bên cạnh việc chuẩn bị về văn kiện, nhân sự đại hội, công tác tuyên truyền được tăng cường, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trên địa bàn và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau đại hội cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện kế hoạch 194, kế hoạch của huyện ủy Tỉnh Gia ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ huyện ủy Tỉnh Gia về việc tổ chức đại hội đảng bộ và chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất thành lập, ra quyết định thành lập các tiểu ban đại hội đảng bộ xã Trúc Lâm lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công cụ thể cho các tiểu ban là thống nhất để triển khai thực hiện. Và Ban Thường vụ Đảng ủy đã xin ý kiến của Ban Thường vụ huyện ủy về tổ chức các bước quy trình nhân sự của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành xong là 5 bước nhân sự. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trúc Lâm lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày 17 và ngày 18 tháng 5 năm 2020. Vụ chim xuân là một trong hai vụ sản xuất chính của xã Định Hải.
Năm nay, địa phương đưa vào gieo trồng với tổng diện tích là 265 hectare, trong đó diện tích cây lúa gần 200 hectare. Trên từng đống đất, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bà con nông dân cơ cấu các loại giống phù hợp như Thái Xuyên 111, Nhị Ưu 2038, Khang Dân. Vụ chuyên xuân này, với việc chủ động về nguồn nước, cơ cấu cây giống phù hợp, ra mạ đúng thời vụ, chăm sóc tốt, nên năng suất cây lúa ước đạt 50 tạ trên 1 hectare. Hiện nay, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích cây lúa với sự hỗ trợ tích cực của 4 máy gặt tại 4 thôn. Số diện tích còn lại sẽ khẩn trương thu hoạch, dự kiến xong vào giữa tháng 5 để chuẩn bị làm đất cho vụ mùa. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.